nó hơi ngọt nha. Nếu mà cái bị ngọt bớt xíu xuống thì đỡ, hơi ngọt quá. Uống lát họ bị gắt, gắt hơi bị gắt cổ. Kiểu sao siro dâu nhiều quá hay sao? Còn vị mạch thì hầu như không có luôn rồi. Hello cả nhà. Lúc trước mình đã review cái món sữa chua khá là ngon đó từ thương hiệu Vitamilk. Thì tập này mình sẽ quay lại thương hiệu của một loại sữa nước uống cũng khá là nổi tiếng mà nha. Đây, sữa gì? Đó là một loại sữa nước trái cây yến mạch và gì nè, vị dâu, đây còn gọi là Nutribullet đó, sản của tập công ty Coca-Cola vậy nha. Nè, sữa thương hiệu khá là nổi tiếng ha, Nutribullet nè đó, đó là sữa nước trái cây với yến mạch đó, tức là vừa trái cây mà vừa có vị dâu luôn đó. Gọi là nước uống sữa trái cây Nutribullet hương dâu đó. Rồi mà cái nhà chúng mình cũng đi món này nha, sữa trái cây hương dâu của Nutribullet nè. Ok nha, đây cận cảnh cái dòng mà sữa Nutribullet mình cũng giới thiệu bạn của này nha. Đó, rất là đẹp bạn. Hãy dùng chai này để uống nước sau khi mình dùng xong nữa, rất là tiện ha. Nutribullet tăng cường năng lượng kết hợp giữa yến mạch, sữa và nước trái cây, đó là yến mạch cộng với sữa với nhiều vị dâu á. Nè, gọi là nước uống sữa trái cây Nutribullet hương dâu, thấy không? Thứ bổ sung dưỡng nè. Gì? Tái tái chế tôi. Cái này là ta sử dụng tái chế được. Đến này kiểu ba trường các bạn. Đây, sản phẩm của thằng Coca-Cola vì mẫu mới vẫn thương hiệu bạn tin tưởng với công thức cải tiến B3, B6, E, kẽm và canxi rất là nhiều năng lượng ha. Rồi trước khi mình mở mình sẽ lắc đều chứ đi ha, để mày không nó sẽ hay động ở dưới, bạn phải lắc đều nha. Rồi, về mình sẽ khui nha, 2 3 cứng dữ, hai hai mày ha, cứng cái gì. Khá thơm nha, thơm mùi dâu thơm nha các bạn. Đây mình sẽ đổ để các bạn xem, đây đổ nhang đã lắc rồi các bạn nè. Này dạng sữa mà nó pha với trái cây xay với cây gì đó thơm mà đục đục đó mà. Ông thử miếng nha, thơm với mùi dâu dễ sợ luôn, này giống kiểu hơi xì đôi dâu. Rồi thử ra giống kiểu như sữa chua do gớt, rồi có vị dâu yến mạch thì cũng có không nhiều nha, vị dâu thì hương dâu thì thơm nhiều hơn, giống kiểu như sữa hương dâu đúng hơn là yến mạch thì không có nhiều lắm. Này giống kiểu như là sữa chua mà nó mix với nước á, rồi có sữa rồi cộng với nước nước mà nước xay chung với yến mạch các bạn, xong rồi kết hợp với sữa chua mà nó cho thêm syrup dâu vô đó, kiểu vậy á. Uống thì nó la giữa nước ép dâu cộng với tí xíu sữa chua rồi la với tới cái gì đó, cái tức là mix về sữa chua nè, nước ép nè cộng với nước lọc hay kiểu sữa tươi gì đó, kết hợp 2-3 loại chung nhau, nói chung là dễ uống các bạn, cũng khá là ngon. Nhưng mà bạn nào mà uống uống loại sữa chua quen thì uống này sẽ hơi khó uống nha. Đó, tại vì sữa chua uống đặc hơn, này nó hơi lăng loãng, nó hơi ngọt nha. Nếu mà cái bị ngọt bớt xíu xuống thì đỡ, hơi ngọt quá, uống lát họ bị gắt, gắt hơi bị gắt cổ vậy, hơi ngọt quá nha. Kiểu sao siro dâu nhiều quá hay sao, tại vì nó ngọt quá. Còn lại thì có độ thơm, chút xíu vị sữa béo cộng với vị ngọt của dâu hơi nhiều quá. Còn vị mạch thì hầu như không có luôn rồi. Ok nha, đây là video dẫn nhà xem cái lồng view đối diện cái nhà xem cái Nutribullet này nha. Thì cái sữa chua này, sữa nước trái cây này mình thấy đánh giá nó hơi bị lai lai. Lai sữa chua và lai với nước ép, rồi lai với sữa tươi nọ. Nó đã đặc quên sợ nè, nhưng mà nó hơi ngọt quá, kiểu như là mấy đứa uống rồi, ngồi đây bị ngọt. Sau đó là cái vị chua chua dịu hơn. Sau đó tới vị chua của dâu á, sau đó là cái vị ngọt ý mạch đó là thanh thoảng không nhiều, nói chung là ý mạch không có nhiều. Thứ hai là ngọt gắt của nhân kiểu như syrup á, và thứ ba là cái vị dâu này là dâu thực phẩm mà dâu mà hương liệu chứ không phải dâu tự nhiên, nên mình uống như cái khó chịu, nó hơi gắt, mình mua lít này cũng hơi bị
quá rồi uống không biết có hết nổi không đó. Cái này chắc mình nghĩ pha với đá uống được hơn, uống không hơi gắt thật sự luôn mà nó ngọt à. Và cái vị dâu rồi vị hương liệu chứ không phải là vị dâu tươi, là cộng với nha đá cái lượng yến mạch nè, nó cũng như cái nước xay chút xíu không nhiều, nó thăng thoảng thôi, không có nhiều lắm. Nói chung món này mình đánh giá là không có được perfect, nó la la nhiều thứ quá bạn ạ. Thơm nhờ mình là uống vô tại vì hương liệu nó tạm giống mình khó chịu lắm mà. Nó có tái cái vị dâu lên nó là khó chịu lắm. Thơm nhưng mà uống nó khó chịu. Còn nếu mà vị tự nhiên nó không thơm nhiều nhưng mà nó tạm giác khó chịu lắm, dễ chịu hơn. Còn mà thơm mà kiểu này hơi khó chịu, nên mình đánh giá này uống nhiều sẽ không có tốt lắm nữa. Nhiều cái bổ sung năng lượng này nọ, quảng cáo này nọ nhưng mà uống hơi khó chịu, ngọt gắt. Rồi vị siro dâu cũng gọi là thực phẩm á. Nói chung không giá cao này nha. Đó. Mình nào muốn mua mua, không thì thôi mình lựa chọn loại khác nha. Đó. Vậy ha. Cảm ơn các nhà theo dõi nha.